ngồi. Bán từ từ. Tắt quỷ bắn. Hoặc gieo khẩu lệnh của người chỉ huy. Đây. Về đặc điểm của quỷ bắn thì quy điểm chưa? Về đặc điểm của quỷ bắn ở đây thì thứ nhất là người và súng là ở tư thế cao và không có điểm tựa. Chủ yếu điểm tựa vào 3 điểm. 3 điểm là chân trái, bàn chân trái, đầu gối phải và mũi bàn chân phải. Do vậy, súng rung động lớn, súng rung động lớn, vì vậy phải bình tĩnh và chọn đúng thời cơ để kết thúc phân bắn. Đó là về các đặc điểm. Sau đây về động tác cụ thể, tôi sẽ làm động tác một lần. Thôi, tôi làm nhanh. Quỳ, chuẩn bị bắn. Ê, đừng có đẩy. Bạn Mai nha. Lấy nữa có con gái cửa quần. Mục tiêu bắn. Đẩy người về tư thế đứng. Hết cửa một.